Em chào các bác nhá. Hôm nay em lên một em xe trâu, hàng màu, hàng phiên bản đặc biệt luôn đấy các bạn. Màu rất là hiếm. Một em trâu màu rất hiếm luôn đấy. Hàng xách tay từ Nhật về chưa qua sử dụng các bạn. Một em trâu lữ chưa qua sử dụng, còn mới 100% đấy. Con này vận chuyển và nó bị mất thùng đấy. Hàng là hàng lưu kho các bác nhá. Hàng là hàng lưu kho, chưa qua sử dụng. Con này được đổ mạ 100% các u lốc các bác nhá. Còn toàn bộ là đổ mạ hết, chưa qua sử dụng. Hàng hiếm, về màu là cực hiếm luôn các bạn. Đấy. Một em trâu lữ, hàng xách tay từ Nhật về, mới 100%. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì alo cho em qua số điện thoại 0918096215 các bác nhá. Đấy. Số điện thoại trên em dùng Zalo. Đấy, và địa chỉ cửa hàng nhà em là ở khu Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Em nhận bao ship toàn quốc các bạn. Đấy, một em trâu gần như là xuất sắc luôn. Đấy, các bác làm một sưu tầm hay là về để đi chơi uống cà phê thì nên sử dụng con này. Quá ok luôn đấy các bạn. Đấy, quá đẹp luôn. Đấy, em quay vì cái này là mới toàn bộ rồi, và đồ là của nó là đồ mạ, các đồ bu lốc các bác nhá. Đồ là đồ mạ hết toàn bộ. Đấy, và em sẽ quay gần về giờ để cho các bác theo dõi. Đấy, tất cả là đồ mạ hết các bác nhá. Đấy. Đấy, đây là các đồ bu lốc này. Đấy. Và toàn bộ ghi đông hốt tăng cọc yên. Đấy, tất cả là đồ mạ hết các bạn. Mới lắm đấy các bạn, mới chưa qua sử dụng này bản đảm phổ biến, rất là đẹp, màu đặc trưng luôn nhá các bác nhá. Đây có cái đóng thùng nó vận chuyển cái bánh đằng trước ấy vào, nó bị sầy cái tem nhưng chưa đến sơn được các bác nhá. Rất là đẹp. Đấy, quá đẹp này các bạn, rất là phiêu, toàn bộ là đồ mạ hết. Hàng con này là màu là cực hiếm luôn đấy các bạn. Màu là thường thường của nó là màu trắng sữa, ít màu này lắm các bạn. Những cái màu lạ là rất là ít, rất là ít luôn. Mới chưa qua sử dụng đâu các bác nhá, mới chưa qua sử dụng một tí nào luôn. Quá đẹp luôn. Hãng của nó là Kawa Musa các bác nhá. Kawa Musa thương hiệu của Nhật đấy các bạn. Một em Kawa Musa thương hiệu Nhật. Kawa Musa đấy, vành của nó là vành mạ các bác nhá. Vành mạ lốp và lốp hoa dầu, lốp vẫn còn lốp nguyên của nó, lốp hoa dầu các bác nhá. Cái này là hoa dầu hết này. Đấy, Kawa Musa mới lắm này các bác. Đấy, nói chung là những con xe đây, cái này cái đệm máy của em vẫn để đây, lúc sử dụng thì tháo ra các bác nhá. Cái này đóng hộp nó vẫn còn, cái chân chống mạ này các bác, chân chống mạ. Tất cả của nó. Đấy, cái này cũng là nút đóng hộp cũng vẫn còn này các bạn. Đấy, em có để nguyên đấy. Từ khóa nha, cũng là Kawa Musa hết nha các bạn nhá. Đấy, bản của con này là bản đặc biệt đấy các bạn. Đấy, bản đặc biệt luôn đấy. Đấy, rất là mới. Rất là mới. Đầu nó thôi rồi, mới lắm các bạn, chưa sử dụng mà. Nếu bác nào mà có nhu cầu ấy thì alo cho em nhá. Đấy, một con Kawa Musa, em châu Kawa Musa.
mới 100% các bạn. Đấy, hàng màu hàng hiếm. Đấy, bác nào mà sưu tầm hay là để đi uống cà phê đấy thì lên dùng con này. Đấy, các bác nào mà có nhu cầu thì alo cho em qua số điện thoại em ghi ở trên tiêu đề các bác nhé. Em dừng video tại đây và cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.